Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai. Chương trình gồm những nội dung chính sau. Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22, nhiệm kỳ 2015-2020. Huyện giao ban tiến độ và tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2018. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện làm việc với các lãnh đạo tập đoàn Lotte Hàn Quốc để xúc tiến đầu tư dự án xây dựng khu đô thị tại huyện Quốc Oai. Tuyến học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri xã Yên Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Đoàn kiểm tra thẩm định trường chuẩn quốc gia của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội làm việc với huyện Quốc Oai về công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội làm việc với huyện Quốc Oai để thực hiện đánh giá chấm điểm công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2017. Ủy ban dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị chào cờ đầu tháng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội tháng 12 năm 2017. Hội đồng thi đua khen thưởng của huyện họp bình xét thống nhất danh sách các tập thể cá nhân đề nghị được các cấp khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2017. Ủy ban nhân dân huyện làm việc với các ngành các xã thị trấn trên địa bàn về tình hình hoạt động không đủ điều kiện của các quán karaoke trên địa bàn huyện. Hội nghị giao ban kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017. Văn phòng điều phối nông thôn mới huyện triển khai nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra của thành ủy về thẩm định đánh giá chấm điểm đối với 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Giải bóng đá thiếu niên cụm 4 huyện Quốc Oai. Phóng sự, tấm gương những nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp trong người. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 5 tháng 12, huyện ủy Quốc Oai tổ chức hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 22, trưởng các phòng ban chức năng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018, báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của huyện và 4 xã năm 2017.
các nhiệm vụ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu huyện về đích nông thôn mới năm 2018. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2017 và kế hoạch đầu tư công năm 2018. Năm 2017, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo chính quyền, mặt trận đoàn thể từ huyện đến cơ sở, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế xã hội trong năm đều đạt và vượt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 111 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, bằng 111,7% so với cùng kỳ. Công tác thu ngân sách tăng cao nhất so với cùng kỳ những năm gần đây. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 860 tỷ đồng, đạt 133,3% dự toán Hội đồng Nhân dân huyện giao, bằng 170,1% so với cùng kỳ năm trước. Công tác tổ chức sắp xếp bộ máy quản lý có nhiều đột phá, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Về kết quả thực hiện công tác xây dựng huyện nông thôn mới đến ngày 30 tháng 11 năm 2017, qua giả soát đánh giá, huyện Quốc Oai có 6 tiêu chí đạt và cơ bản đạt, còn lại 3 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí y tế, văn hóa giáo dục, tiêu chí sản xuất và tiêu chí môi trường. Về kết quả thực hiện 4 xã Cộng Hòa, Đồng Quang, Đông Yên và Hòa Thạch về đích xã nông thôn mới, đến nay cả 4 xã nói trên đều đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các công trình đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các tiêu chí cơ bản đảm bảo theo tiến độ. Đã hoàn thành công tác lập hồ sơ các tiêu chí, hồ sơ trình Hội đồng thẩm định thành phố xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công, trong năm trên địa bàn huyện đã triển khai tổng số 216 dự án đầu tư xây dựng cơ bản với tổng số vốn trên 1.200 tỷ đồng. Nhìn chung các đơn vị được Ủy ban dân huyện giao làm chủ đầu tư các công trình đã bám sát kế hoạch của huyện, chủ động đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đối với các công trình chuyển tiếp và lựa chọn đơn vị thi công, khởi công đối với các công trình mới. Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, thống nhất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 12, Ủy ban dân huyện tổ chức hội nghị giao ban tiến độ và tháo gỡ khó khăn vướng mắc để hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2018. Năm 2017, toàn huyện có kế hoạch tổng diện tích gieo trồng vụ xuân 5.800 ha. Tổng sản lượng cây có hạt phấn đầu đạt 3.835 tấn, trong đó diện tích lúa xuân khoảng 4.600 ha, năng suất đạt 61 tạ trên 1 ha, sản lượng 28.060 tấn, diện tích cây màu khoảng 1.200 ha, năng suất 2.775 tấn. Mỗi xã, thị trấn, hợp tác xã nông nghiệp chọn 1 đến 2 giống chủ lực phù hợp với đất đai và tập quán canh tác để giảm áp lực về thời vụ, sướng mạ, lao động. Hình thành vùng sản xuất chỉ gồm 1 đến 2 giống. Toàn huyện tập trung cấy xong trong tháng 2 năm 2018. Huyện tập trung hỗ trợ mô hình đối với cá nhân trong xã, đầu tư để thực hiện cấy máy và mạ khay. Hỗ trợ 30% đối với cá nhân mua dàn gieo mạ, hỗ trợ 30% khay gieo mạ, 30% giá thể làm mạ, 50% về giống gieo với quy mô 20 ha trở lên. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Lê Luật, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Hội đồng quản trị các hợp tác xã nông nghiệp thực hiện nghiêm nghị quyết số 14 của Ban Thường vụ Huyện ủy và kế hoạch của Ủy ban nhân dân đảm bảo sản xuất vụ xuân năm 2018 đạt thắng lợi toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 12 năm 2017, huyện Quốc Oai đã có buổi tiếp và làm việc với đại diện lãnh đạo tập đoàn Lotte Hàn Quốc để xúc tiến đầu tư dự án xây dựng khu đô thị tại huyện Quốc Oai. Lotte là tập đoàn lớn thứ 5 của Hàn Quốc, đã đầu tư và có mặt tại Việt Nam từ năm 2005. Hiện tập đoàn Lotte đang sở hữu và quản lý khách sạn Lotte, siêu thị Lotte, trung tâm thương mại Diamond và máy sản xuất bánh kẹo Lotte, v.v. Đặc biệt, tập đoàn đã đầu tư dự án mang tính biểu tượng Lotte Center tại thủ đô Hà Nội. Đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại huyện Quốc Oai lần này, tập đoàn nhận thấy Quốc Oai được quy hoạch là thành phố xanh, kết nối với trung tâm thủ đô Hà Nội là điều kiện thuận lợi để tập đoàn đầu tư xây dựng dự án khu đô thị. Huyện Quốc Oai hoan nghênh tập đoàn Lotte đã quan tâm chọn Quốc Oai để khảo sát xúc tiến đầu tư xây dựng khu đô thị. Huyện Quốc Oai sẽ đồng hành và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu và triển khai dự án, để Quốc Oai sẽ là một điểm đến thành công tiếp theo của tập đoàn Lotte tại Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 12 năm 2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị trực tuyến học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 6 khóa 12.
Tại điểm cầu huyện Quốc Oai có các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ huyện khóa 22, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, thủ trưởng các phòng ban ngành đoàn thể, các đơn vị hiệp quản cùng các đồng chí bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ cơ quan doanh nghiệp và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các xã thị trấn trên địa bàn. Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Phong, trưởng ban tuyên giáo thành ủy, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Trong đó có 4 nghị quyết số 18, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nghị quyết số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 21 về công tác dân số trong tình hình mới. Việc học tập quán triệt nghị quyết nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn để lãnh đạo chủ chốt các ngành địa phương nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết Trung ương 6 khóa 12. Vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của các cơ quan đơn vị, tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo ra sự thống nhất cao về nhận thức hành động, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống. Sau hội nghị, các tổ chức cơ sở đảng trong huyện sẽ tổ chức quán triệt nghị quyết đến toàn thể đảng viên, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 6 tháng 12 năm 2017, tại hội trường Ủy ban nhân dân xã Hiên Sơn, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hà Nội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 7 huyện Quốc Oai đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hiên Sơn để báo cáo kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Tại hội nghị, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến kiến nghị của cử tri tiếp xúc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14. Thông báo tới cử tri những ý kiến trả lời của các cấp các ngành trung ương và thành phố tại kỳ tiếp xúc trước kỳ họp, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ chương trình hành động của đại biểu Quốc hội năm 2017. Đồng tình và đánh giá cao những kết quả của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 14, cử tri xã Yên Sơn cũng đã có 7 ý kiến tập trung ở các nội dung như chế độ chính sách bảo trợ đối với người cao tuổi, vấn đề về cải thiện môi trường của sông đáy, cơ cấu quy hoạch phát triển kinh tế, công tác tuyển dụng viên chức cho ngành giáo dục, công tác quản lý đất đai, việc triển khai hệ thống cấp nước sạch, hệ thống đường giao thông trên địa bàn. Đồng chí Đỗ Đại Luật, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện, phát biểu giải trình một số ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân huyện. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, đồng chí Hoàng Văn Cường, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri xã Yên Sơn để phản ánh đến cán bộ, ngành chức năng xem xét giải quyết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 8 tháng 2 năm 2017, đoàn kiểm tra thẩm định trường chuẩn quốc gia của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội do đồng chí Trần Thị Thu Hà, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Quốc Oai về việc công nhận trường chuẩn quốc gia. Trong đợt này, toàn huyện có 5 trường kiểm tra công nhận mới, gồm Mầm non thị trấn Quốc Oai B, Mầm non Đông Yên A, Tiểu học Đồng Quang A, Tiểu học Đồng Quang B, Tiểu học Hòa Thạch B và 2 trường kiểm tra công nhận lại gồm Tiểu học Phượng Cách và Mầm non huyện. Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các trường học nói trên theo 5 tiêu chuẩn của trường chuẩn quốc gia mức độ 1 về tổ chức và quản lý, đội ngũ giáo viên và nhân viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất và trang thiết bị, thực hiện xã hội hóa giáo dục. Đồng thời nghe lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện báo cáo kết quả xây dựng trường chuẩn quốc gia của từng trường. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Trần Thị Thu Hà ghi nhận và đánh giá cao sự đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hiện đại của huyện Quốc Oai đối với các trường học, sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên các nhà trường. Đồng chí khẳng định cả 7 trường đều đủ điều kiện để công nhận mới và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Tiếp thu ý kiến của đồng chí Trần Thị Thu Hà, trưởng đoàn kiểm tra của sở, đồng chí Nguyễn Đức Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia huyện, cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí trong đoàn và hứa tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn, ban giám hiệu các nhà trường phát huy hiệu quả về cơ sở vật chất và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trong dạy và học để từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn và hướng tới mục tiêu được công nhận đạt chuẩn quốc gia ở mức độ cao hơn trong những năm tới. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 12 năm 2017, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Hà Nội do đồng chí Trần Văn Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với huyện Quốc Oai để thực hiện đánh giá chấm điểm công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện năm 2017. Năm 2017, huyện Quốc Oai đã triển khai thực hiện đầy đủ công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn theo sự hướng dẫn chỉ đạo của thành phố.
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm cho nhân dân và các cơ sở sản xuất kinh doanh. Trong năm, huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức được 41 lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho người dân, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, sản xuất kinh doanh thu hút hơn 1.000 người tham dự. Phát được 4.745 tờ rơi, 26 khẩu hiệu và áp phích về an toàn thực phẩm. Toàn huyện đã tiến hành kiểm tra được 555 lượt cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố. Đã xử lý vi phạm hành chính đối với 149 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, với số tiền phạt là 116 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Đến tháng 12 năm 2017, toàn huyện đã cấp được 68 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Với những kết quả đạt được trong công tác an toàn thực phẩm, thành phố đã chấm điểm cho huyện Quốc Oai đạt 85 điểm, xếp loại khá. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai vừa tổ chức hội nghị chào cờ đầu tháng và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội tháng 12 năm 2017. Tháng 11 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả chương trình trọng tâm và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án đầu tư xây dựng, trọng tâm là các dự án thành phố giao cho huyện làm chủ đầu tư và các dự án cho 4 xã về đích nông thôn mới, phê duyệt điều chỉnh bổ sung đề án nông thôn mới đối với 8 xã. Công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tiếp tục được duy trì và có bước phát triển. Lũy kế 11 tháng năm 2017 đạt 641,3 tỷ đồng. Công tác quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp ở các cụm công nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn từng bước đi vào ổn định. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, y tế, lao động xã hội có sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo được thực hiện theo đúng quy trình, quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 7 tháng 12 năm 2017, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị họp bình xét, thống nhất danh sách các tập thể cá nhân đề nghị được cấp khen thưởng trong phong trào thi đua năm 2017. Năm 2017, huyện Quốc Oai đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước và địa phương phát động. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng và các mặt công tác được giao. Tại hội nghị, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã thông qua danh sách các tập thể cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng năm 2017. Qua xem xét thành tích của các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng, các thành viên hội đồng thi đua đều cơ bản thống nhất, tán thành với đề xuất của Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng huyện. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện thống nhất đề nghị tặng cờ thi đua của Chính phủ cho một tập thể, cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố cho 3 tập thể, tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cho 7 tập thể, tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố cho 17 tập thể, tặng giấy khen của Ủy ban nhân dân huyện cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức làm việc với các ngành và các xã thị trấn trên địa bàn về tình hình hoạt động không đủ điều kiện của các quán karaoke trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hồng Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Hiện nay trên địa bàn huyện có 86 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, trong đó có 22 trên 86 cơ sở kinh doanh có đủ 4 loại giấy tờ về đăng ký kinh doanh, văn hóa, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự. Đến nay có 21 cơ sở đang hoạt động, 1 cơ sở đã ngừng hoạt động, 64 cơ sở chưa có đầy đủ các hồ sơ thủ tục pháp lý theo quy định được Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu không được phép hoạt động kinh doanh karaoke cho đến khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục theo quy định. Đồng thời thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke và đã cho ngừng hoạt động của 56 cơ sở do thiếu điều kiện về phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự, nhưng đến nay vẫn còn 45 cơ sở vẫn kinh doanh hoạt động nhưng không treo biển hoặc tìm cách tránh né khi có các đoàn kiểm tra. Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan chức năng, các xã thị trấn cần rà soát, phân loại các cơ sở không đủ điều kiện kinh doanh, tổng hợp báo cáo đến hết ngày 15 tháng 12 năm 2017. Các cơ quan chức năng lập danh mục các cơ sở được cấp phép, các điều kiện quy định được cấp phép hoạt động kinh doanh và thông báo tới các địa phương.
bộ phận một cửa của huyện công khai các thủ tục hành chính về điều kiện kinh doanh. Từ ngày 18 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12, các hộ kinh doanh hoàn chỉnh các thủ tục, điều kiện còn thiếu để cấp phép hoạt động. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, tiến hành thu hồi giấy phép đã cấp. Nếu chưa đủ điều kiện, các xã thị trấn thông báo theo cơ sở ngừng hoạt động khi không đủ điều kiện kinh doanh. Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, lập biên bản các cơ sở vi phạm theo đúng luật định. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 5 tháng 12 năm 2017, Ủy ban nhân dân huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị giao ban kinh tế xã hội tháng 11 năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017. Đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Hồng Lâm chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đỗ Lai Luật, Nguyễn Đức Phương cùng trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thị trấn. Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2017, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan chuyên môn và địa phương trong việc chỉ đạo quyết liệt các nội dung công tác để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội. Đáng chú ý trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường nông thôn, một số địa phương đã tạo được điểm nhấn quan trọng. Xã Đồng Quang đã tuyên truyền vận động các hộ gia đình vi phạm đất đai thuộc khu vực ao Dinh, thôn Dương Cốc đã tự giác tháo dỡ công trình vi phạm. Xã Cân Hiếu vận động 120 trên 157 hộ gia đình hai bên đường trên tuyến Quốc Oai Hòa Thạch qua địa bàn xã đã và đang tự tháo dỡ công trình vi phạm hành lang giao thông. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kết thúc năm 2017. Đây là thời gian nước rút để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị xã thị trấn rà soát lại từng chỉ tiêu nhiệm vụ, đôn đốc kiểm tra và tập trung quyết liệt để hoàn thành kế hoạch được giao. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 12 năm 2017, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện phục vụ đoàn kiểm tra của Thành ủy về thẩm định đánh giá chấm điểm đối với 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của huyện yêu cầu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 4 xã Cộng Hòa, Đồng Quang, Đông Yên và Hòa Thạch chủ trì và chịu trách nhiệm toàn bộ công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí đại biểu thành phần xã, các lực lượng phối hợp và các điều kiện phục vụ đoàn công tác thành phố và huyện về chấm điểm tại địa phương. Rà soát lại hồ sơ hoàn thành các tiêu chí để đảm bảo đầy đủ theo yêu cầu. Phối hợp với Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện đảm bảo tốt việc bố trí, trang trí hội trường, loa đài khánh tiết, các điều kiện phục vụ buổi làm việc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã để hưởng ứng và cổ động phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bố trí và chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với lực lượng công an huyện đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự. Vận động nhân dân các thôn xóm thực hiện tổng vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, đảm bảo cảnh quan môi trường trên địa bàn được xanh sạch đẹp. Kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Lai Luật, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, việc 4 xã còn lại của huyện được chấm điểm để công nhận nông thôn mới có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện và chủ đề công tác của năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 12 năm 2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức khai mạc giải bóng đá mini. Cụm thi đấu số 4 gồm các trường tiểu học Ngọc Mỹ, Cần Hữu, Ngọc Liệp, Tuyết Nghĩa, Đông Yên và Đông Xuân. Đây là một trong các môn nằm trong chương trình các môn thi đấu thể thao học sinh năm học 2017-2018. Việc tổ chức thi đấu các môn thể thao học sinh nhằm đánh giá công tác giáo dục thể chất của các trường học trên địa bàn huyện và tuyển chọn được những vận động viên tham gia thi đấu cấp thành phố và toàn quốc. Giải bóng đá học sinh thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm. Bảng A gồm các đội Cần Hữu, Ngọc Liệp và Ngọc Mỹ. Bảng B gồm các đội Đông Xuân, Đông Yên và Tuyết Nghĩa. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã hào hứng tranh tài ở nội dung thi đấu bóng đá mini. Cũng trong ngày, các cụm số 1, số 2 và số 3 tổ chức thi đấu các môn thể thao nằm trong chương trình thi đấu các môn thể thao học sinh năm học 2017-2018. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn huyện hiện có 80 trường học, gồm các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học và mầm non, với trên 3.500 cán bộ giáo viên nhân viên và trên 50.000 học sinh. Trong những năm qua, phong trào thi đua dạy tốt học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực luôn được huyện Quốc Oai đặc biệt quan tâm. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều thầy cô giáo tiêu biểu, hết lòng vì sự nghiệp chồng người, được học trò và đồng nghiệp quý trọng.
phóng sự, những giáo viên tâm huyết với nghề cho chúng ta thấy rõ điều này. Sau 6 năm công tác tại trường trung học cơ sở Bản Sen, Mường Khương, Lào Cai, năm 2008, cô giáo Bùi Thị Thanh Huyền được phân công về giảng dạy tại trường trung học cơ sở Tuyết Nghĩa. Và tháng 9 năm 2016, cô Huyền tiếp tục chuyển về giảng dạy tại trường trung học cơ sở Nghĩa Hương. Ngay từ buổi đầu về trường, với lòng yêu nghề, bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng những kiến thức thu được từ giảng đường sư phạm, cô Huyền đã say mê cống hiến hết mình cho những giờ lên lớp đối với học sinh thân yêu. Với năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức trong sáng, năm 2016-2017, cô Huyền được ban giám hiệu nhà trường tin tưởng giao cho nhiệm vụ bồi dưỡng giảng dạy đội tuyển học sinh giỏi văn khối 7. Với tinh thần cầu tiến, cô Huyền luôn chủ động học hỏi kinh nghiệm từ đồng nghiệp, theo dõi các thông tin từ nhiều nguồn nhằm đưa những vấn đề mới nhất vào bài giảng, cùng với khai thác và sử dụng tối đa các thiết bị dạy học vào bài giảng theo phương pháp đổi mới. Cô cũng tự trang bị cho mình những kiến thức bồi bổ nhất trong việc dạy bồi dưỡng học sinh giỏi. Bên cạnh việc truyền đạt cho học sinh kiến thức văn hóa, cô Huyền còn tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh, luôn áp dụng phương pháp mới, lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tinh thần tích cực, chủ động sáng tạo của các em, chú trọng rèn kỹ năng sống cho học sinh bằng những phương pháp giáo dục phù hợp đối với từng đối tượng học sinh. Thực tế trong quá trình giảng dạy và qua một số đợt bồi dưỡng học sinh giỏi thì tôi nhận thấy là để giúp cho học sinh đạt được những thành tích tốt và đặc biệt là các em cảm nhận được sâu sắc về cái giá trị của văn học nghệ thuật thì bản thân mình nên nghiên cứu thật kỹ, thật sâu về tác phẩm đó để mình thẩm thấu được cái giá trị trong tác phẩm. Sau đó thì mình sẽ tìm các cái phương pháp, cái cách thức tổ chức để làm sao cho các em học sinh dễ dàng tiếp cận được. Và từ đó thì các em sẽ có những cảm nhận bước đầu. Sau đó thì các em sẽ cảm nhận sâu sắc hơn về tất cả những cái giá trị của tác phẩm đó. Thì như vậy các cháu sẽ đạt được những thành tích tương đối là tốt. Những kiến thức kinh nghiệm quý báu ấy đã giúp cho cô giáo Huyền sớm đạt được nhiều thành tích cao trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi. Năm học 2015-2016, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 8 xếp thứ 3 toàn huyện. Năm học 2016-2017, bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi môn ngữ văn 7 xếp thứ 2 toàn huyện. Sáng kiến kinh nghiệm, một số biện pháp giúp học sinh lớp 7 bồi dưỡng năng khiếu văn của cô Huyền đã được Hội đồng Khoa học Nhà trường và đồng nghiệp đánh giá cao. Và gần đây nhất là giải nhất môn ngữ văn cấp huyện năm học 2017-2018 vừa diễn ra vào đầu tháng 11. Làm thế nào để học sinh không còn thờ ơ với môn học xã hội, đặc biệt là môn lịch sử? Đó là câu hỏi làm trăn trở bao giáo viên dạy môn lịch sử. Nhiều trường học, giáo viên đã có những cách dạy hay để mang lại hứng khởi cho học sinh với môn học này. Thông qua đó, các em không chỉ hiểu về môn lịch sử mà còn giúp nuôi dưỡng lòng tự hào dân tộc. Hơn 20 năm trong nghề và gắn bó với môn lịch sử, thầy giáo Phùng Văn Tiến, giáo viên trường trung học cơ sở Sài Sơn, hiểu hơn ai hết các thế hệ học sinh của mình và hiểu về môn lịch sử ra sao. Niềm say mê với môn lịch sử của thầy giáo chưa bao giờ vơi. Bằng tâm huyết và kỹ năng nghề nghiệp của mình, thầy đã truyền đạt đến các em học sinh niềm đam mê với môn học, giúp các em không chỉ nắm vững kiến thức cơ bản mà còn đạt thành tích cao tại các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Bản thân thầy giáo nhiều năm liền được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Đặc biệt, trong kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2017-2018 mới diễn ra vào đầu tháng 11, thầy giáo Phùng Văn Tiến đã xuất sắc giành giải nhất môn lịch sử cấp huyện. Như chúng ta đã biết là môn lịch sử là một trong những môn rất là khó vì là làm sao đó giáo viên phải làm sống lại cái quá khứ. Từ quá khứ đó các em mới nhận biết được hiện tại và sau đó thì các em có thể là áp dụng những cái bài học vào trong cuộc sống thực tiễn. Tuy nhiên thì cái phương pháp này cái quan trọng nhất ở đây thì là về cái sơ đồ cũng như là những cái lược đồ và những cái công cụ thông tin để hỗ trợ cho các em để làm sao sống lại cái vùng quá khứ. Cái thứ hai thì trong phương pháp mới hiện nay thì có rất nhiều những cái phương pháp giáo viên có thể áp dụng được, ví dụ như là phương pháp hoạt động nhóm, ví dụ như là phương pháp lấy vấn đề,
hoặc là ví dụ như là phương pháp đàm thoại giữa hai học sinh với nhau, rồi thì giáo viên, để làm sao đó các em có thể vỡ ra những cái kiến thức mà các em từ đó từ trước giờ các em chưa hề được biết. Và trên cơ sở đó thì các em sẽ dùng những kiến thức đó để mà rút ra những cái bài học thực tiễn. Thực ra những bài học lịch sử thì nó rất là đắt giá, và các em có thể áp dụng vào trong cái cuộc sống, nhất là trong cái công cuộc xây dựng đất nước chúng ta hiện nay, trước những cái âm mưu phá hoại của những cái lực lượng thù địch. Thì môn lịch sử lại là một cái môn rất là then chốt để khắc sâu những cái truyền thống của dân tộc, ví dụ như là truyền thống đoàn kết, ví dụ như là cái lòng yêu nước đấy, để chống lại cái âm mưu phá hoại, xuyên tạc cụ dỗ của kẻ thù đấy. Và điều đó thì cũng có những cái nhất định hỗ trợ cho cái công việc coi như là xây dựng đất nước và bảo vệ đất nước hiện nay. Sinh năm 1985, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây và học tiếp Đại học Sư phạm, cô giáo trẻ Nguyễn Thị Lý đã đem hết tâm huyết của mình truyền dạy cho các em học sinh trường tiểu học thị trấn Quốc Oai A. Trước khi lên lớp, cô tích cực nghiên cứu tài liệu sách báo, tìm hiểu thông tin trên Internet để truyền tải những kiến thức, xây dựng các kỹ năng có chiều sâu, gần gũi với cuộc sống tới học sinh. Chú trọng thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng bảng tương tác và phần mềm dạy học tương tác, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, làm cho tiết học đạt hiệu quả, phát huy hoạt động tích cực sáng tạo của học sinh. Đặc biệt, cô thường xuyên quan tâm đến các đối tượng học sinh, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu kém, tích cực rèn luyện chữ viết cho học sinh, nâng cao hiệu quả phong trào vở sạch chữ đẹp của lớp phụ trách và của nhà trường. Ở lứa tuổi tiểu học thì các con vừa học vừa chơi, và ngoài cái việc mà cung cấp cho các con một lượng kiến thức để các con đủ học tập tiếp tốt những cái lớp khác, thì các con cần phải trang bị cho mình những cái về kỹ năng sống. Trong quá trình giảng dạy của em thì ngoài cái việc trang bị kiến thức thì em cũng luôn luôn là tìm tòi và đưa vào những bài giảng của mình những cái bài học về kỹ năng sống. Ví dụ như là em thường là cho các con xem những câu chuyện ở Quà tặng Cuộc sống, rồi những cái tấm gương mà những việc làm cụ thể của các bạn, từ đó các con noi gương theo. Và từ không chỉ là qua những câu chuyện trên sách báo hay là TV, mà những câu chuyện của các bạn đời sống hàng ngày, có thể ở lớp, ở trường. Điều quan trọng là người giáo viên phải có tâm huyết và xuất phát từ đúng tấm lòng của mình thì sẽ giúp cho các con tiến bộ hơn. Năm học 2016-2017, cô phụ trách bồi dưỡng đội tuyển thi chữ đẹp cấp huyện khối 4, đạt 1 giải nhất, 2 giải nhì và 1 giải ba. 6 năm liền, cô đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Những thầy giáo, cô giáo đó thực sự là những tấm gương sáng ngời về đạo đức nghề nghiệp, là những điển hình về lòng tận tụy với nghề. Dù khó khăn đến đâu, vẫn hết lòng vì sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của truyền hình Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị và các bạn.